tám thực phẩm đốt mỡ thừa cấp tốc càng ăn càng eo ót thấy rõ để giảm cân nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tập thể dục là đủ tuy nhiên đây là một hành trình tưởng dễ mà khó đòi hỏi chúng ta cần có kế hoạch khoa học kết hợp giữa việc kiên trì tập luyện và ăn uống lành mạnh có hàng trăm thực phẩm để ăn nhưng muốn đốt cháy mỡ thừa nhanh nhất chị em hãy bổ sung vào thực đơn ăn uống của mình tám loại thực phẩm được liệt kê ngay bên dưới đây tỏi theo Boski, tỏi không chỉ là gia vị trong chế biến món ăn mà nó còn được xem như một loại dược liệu tốt cho sức khỏe, tăng cường miễn dịch, phòng chống lão hóa và còn có thể giúp tăng cường giảm cân nhanh chóng. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng trong năm 2011 đã chỉ ra sự liên hệ giữa tỏi và việc đốt cháy chất béo. Xét về thành phần tỏi có khả năng tăng cường trao đổi chất, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Theo đó, nghiền tỏi tươi cho vào món ăn sẽ giúp giảm cân. Lưu ý nghiền tỏi và giữ nó ở nhiệt độ phòng trong 10 phút sẽ giúp giữ lại 70% các hợp chất tự nhiên, tăng khả năng giảm cân đốt mỡ tốt hơn. Rau chân vịt Rau chân vịt nhiều vitamin A, C, sắt và canxi. Nó gần như không chứa chất béo, ít calo. Cứ 100 gram rau chân vịt thì chỉ chứa 23 gram calo. Đặc biệt loại rau này chứa lượng lớn chất xơ hòa tan nên có thể giúp giảm béo hiệu quả, kiểm soát được lượng cholesterol bên trong cơ thể. Món rau này cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhưng lại không cần phải lo ngại việc thừa calo hay tăng cân. Trứng hàm lượng protein và các thành phần dinh dưỡng dồi dào có trong mỗi quả trứng sẽ khiến người ăn cảm thấy no lâu. Các loại thực phẩm giàu protein như trứng sẽ làm giảm thèm ăn nhanh hơn các loại thực phẩm ít protein. Đặc biệt mỗi quả trứng chứa tất cả các axit amin cần thiết cho nhu cầu của cơ thể. Điều đó có nghĩa là nếu ăn trứng đúng cách, các axit amin này sẽ giúp tăng cường quá trình trao đổi chất hiệu quả. Thực phẩm dung nạp vào cơ thể sẽ tạo ra hiệu ứng nhiệt để cơ thể đốt cháy calo nhiều hơn. Cam và bưởi cam, bữa chứa hàm lượng lớn vitamin C, tăng cường hỗ trợ tiêu hao mỡ thừa và ức chế cơn thèm ăn hiệu quả. Mặt khác, lượng lớn vi chất trong hai loại quả này sẽ giúp cơ thể hạn chế hấp thụ tinh bột, kích thích quá trình chuyển hóa năng lượng hấp thụ nhờ đó ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa hiệu quả. Cá hồi Cá hồi giàu các loại vitamin B, đã vậy nó còn giàu omega 3, axit béo này có tác dụng tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, giúp đào thải mỡ thừa trong cơ thể ra ngoài hiệu quả. ớt một nghiên cứu cho thấy trái ớt có chứa thành phần dưỡng chất có lợi cho việc kiềm hãm sự phát triển của các tế bào mô mỡ, nó có tên là capsaicin. Hoạt chất này sẽ giúp phát huy tác dụng thúc đẩy nhanh hơn quá trình đốt cháy mô mỡ, giảm mỡ nhanh chóng. Yến mạch, sợi dị yến mạch có thể giúp giảm béo hiệu quả là vì nó có hàm lượng chất xơ cao lại giàu khoáng chất có lợi và protein. Vì vậy mà khi ăn yến mạch người ăn sẽ có cảm giác no lâu, hạn chế được những cơn thèm ăn. Loại ngũ cốc này giúp kích hoạt cơ thể đốt cháy chất béo vô cùng nhanh chóng. Súp lơ, súp lơ được khẳng định là thức ăn giảm mỡ săn da giàu dinh dưỡng nó chứa nhiều sắt vitamin c kali và sen lưu lo ăn súp lơ xanh còn có thể bổ sung được axit folic canxi và vitamin a tất cả những hoạt chất này đều giúp tăng cường khả năng đốt cháy chất béo bên trong cơ thể tuyệt vời nhất